chào tất cả anh em. Xin kính chào tất cả các bác. Chung kiện Alo lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác và anh em một bộ dàn mini. Con này thiết kế theo kiểu độc lạ luôn. Và đặc biệt là dàn có chỉnh bass check tại mặt luôn, rất tiện lợi. Ngoài ra nó có cả chế độ âm thanh vòm surround và chế độ S-Woofer, tức là chế độ Super Bass. Dàn thì chức năng có thể chơi được giải mã từ TV xuống qua cổng quang. Dàn chơi được đĩa CD. Đấy, CD con này cơ của nó thì hơi chậm một tí thôi, hơi kẹt nhẹ thôi, vẫn chơi ok các ông nhá. Đấy. Và trang chơi điện thoại, máy tính hoặc Bluetooth qua cổng AUX các ông nhá. Đấy. Bây giờ thì em sẽ quay gần để giới thiệu sơ lược về cái bộ dàn để cho anh em. Đầu tiên em sẽ giới thiệu qua về cái âm ly để hướng dẫn các bác cái cách sử dụng âm ly. Power sẽ là nút nguồn cho em, chỉnh bass, chỉnh check và volume. Đấy, bass check tăng. Đây. Đấy. Đấy. Check này. Check cũng cộng trừ 5 luôn. Rất sáng tiếng luôn các bác nhá. Và trên cùng sẽ là volume. Loa thiết kế hai cầu bass check riêng biệt. Ở phía sau tí sẽ quay cho các bác xem. Dây thì rất là dài. Ok, các nút khác ví dụ đây là da CD này. Đấy, cái chân trượt này thi thoảng hơi kẹt tí các bác nha. Bác chú ý nha. Đấy. Rồi, đây là da vào CD. Cái tem cô thiên thần này là do người chủ cũ họ dán vào. AUX các bác ấn vào đây. Đang chơi AUX đây các bác nha. Đấy. Các bác có thể chuyển sang chế độ Digital là chơi từ TV xuống, là chơi giải mã. Đấy. Rồi ok chưa? CD, cho chạy CD ở đây. Đấy, là sẽ chạy CD. Rồi, đã nhảy bài nhá. Đây. CD con này nó vấp nhẹ các bác nhá. Nó hơi kèm đĩa một tí. Nói chung là CD con này thì em bán gọi là các bác chơi tham khảo thôi. Anh em tháo ra lau mắt, em vẫn để nguyên bản thôi. Đấy. Nói tóm lại là cũng bỏ qua tính năng CD đi. Nó có chơi nhưng mà chơi hơi bị vấp một tí. Với những cái đĩa xước là nó sẽ bị vấp. Rồi, chuyển về chế độ AUX đây. Vẫn về AUX nha. Để đi tô này, AUX này. Chơi về analog AUX nha. Bây giờ em sẽ quay hình thức của bộ dàn cho các bác. Bộ dàn này tiếng cực hay luôn. Đây, em càng nói đây. Rồi, sẽ quay từng góc cạnh của dàn, chi tiết cụ thể rõ ràng, chi tiết từng ly từng tí một cho các bác nhá. Su bát con dưới phụ trợ check hoàn toàn âm bát, con trên là chung cộng check. Dòng hai cầu nó thường là như vậy, cho nên tiếng nó rất là tách bạch, rõ ràng bát check. Con này tiếng thì rất là hay, thiết kế thì em không đánh giá cao con này, nhưng mà về chất âm thì rất hay. Và đương nhiên thì giá của nó thì lại rất là rẻ so với các cái tính năng của nó. Dàn có chỉnh bass check các bác nhá, rất là tiện lợi luôn. Đây là phía sau. Cách đấu nối như sau. Đây, cổng này là cổng quang, nhưng nói gì nhá, cổng quang ở trên TV này. Đây, ở bên dưới nó sẽ có hai cái rắc này. Hai rắc này, đấy, thì sẽ kết nối với hai loa. Đây, nó sẽ là cái rắc liền. Còn bên này là dây bình thường, kết nối dây đen đỏ bình thường nhá. Đúng màu cho em. Đấy, mỗi loa sẽ có hai dây mà, cho nên sẽ có hai cái sự kết nối. Dây rác này hình như là phụ trách về âm bát này, còn dây này phụ trách âm chung âm check này. Đấy, nó sẽ hai cầu riêng biệt luôn. Đây, dây thì rất là dài rồi. Đấy, anh em cứ cắm chặt vào là anh em chơi nhá. Cắm chặt tay một tí anh em nhá. Đấy. Rác zin của Nhật cho nên là anh nó sẽ rất là nặng đấy. Cắm xoay để cho nó chặt vào. Còn đây là chỗ cắm rác nguồn nhá. Anh em chú ý nhá, các sản phẩm của Nhật bãi thì đều chạy điện 100V. Đấy. Cho nên các bác mua dàn thì mua thêm cả đồng nguồn nhá. Bên em thì sẵn bán tất cả các loại đồng nguồn luôn. Rồi, bây giờ thì em xin phép được test một cái đoạn nhạc để anh em nghe qua chất âm bộ này nhá, mọi người rất là lực luôn. Tiếng rất hay và tách bạch luôn. Chơi remix cũng hay và chơi nhạc nhẹ cũng rất là tuyệt vời. Và trước khi test nhạc thì em xin phép được công bố mức giá của bộ này. Bộ dàn này em bán với các bác anh em mới giá là 1 triệu đồng thôi. Đấy, trong một cái bộ dàn mà nó hình thức của nó, em đánh giá này với cái thiết kế nó không được đẹp, em để giá đúng 1 triệu, quá rẻ các bác nhá. Đấy,
còn có thể chơi giải mã này, có thể chơi điện thoại máy tính này, còn CD chơi tham khảo em nói rồi, và có thể chơi được Bluetooth nếu như các bác mua thêm sản phẩm Bluetooth ngoài các bác nhá, em mới lưu ý rồi em đấy, và có chỉnh ba chép tại giặt tại màn luôn, tiếng rất tách bạch và hay. Anh em chú ý là các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển cọc, anh em cứ làm cọc trước nhau là 300.000 đồng. Anh em chỉ cần chú ý cho em là các đơn chuyển cọc thì em không bao phí giao hàng. Còn anh em mua hàng chuyển khoản đủ là em sẽ bao luôn cái tiền phí giao hàng luôn các chú ý nhá. Đấy, chuyển đủ là em bao phí giao hàng luôn. Và giá bán thì chưa bao gồm phụ kiện, anh em chú ý. Rồi em xin cảm ơn, bây giờ em sẽ test âm nhầm các bác. Tiếng chép rất là cao và sáng. Đấy. Đây anh em nhá, em quay mặt trước luôn, em chưa quay mặt trước cho các bác đúng không ạ? Bên em bán hàng lúc nào cũng cụ thể và rõ ràng luôn. Số đẹp, được số đẹp gì các bác tự đánh giá. Rồi, xin cảm ơn các bác. Giá 1 triệu đồng thôi cho các bác nhá. Anh em nói chốt để liên hệ với em. Số Zalo, đây số Zalo đây. 0975 575 262 các bác nhá. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh em.